Cảm ơn bác. Thưa quý vị, bản tin liên quan đến Tổng thống Putin đã giận dữ và chuẩn bị gia tăng cuộc chiến tranh tại Ukraine. Các chuyên gia tình báo vào ngày hôm qua đã vẽ ra một bức tranh về một Tổng thống Vladimir Putin ngày càng kiên quyết chuẩn bị có thể là nhân đôi ở cuộc chiến xâm lược tại Ukraine, mặc dù không chuẩn bị kỹ lưỡng cho cái hậu quả đối với nền kinh tế của Nga và có rất ít triển vọng thành công nếu như mà xa lầy kéo dài cái cuộc chiến ở đây. Và ở đây giám đốc của CIA ông William Burns đã nói rằng là Tổng thống Putin đang vô cùng tức giận và thất vọng, và ông ta có rất ít khả năng là có thể thành công từ cuộc chiến này nếu kéo dài, nhưng ông ta sẽ sẵn sàng để nhân lên gấp đôi và cố gắng hạ gục quân đội Ukraine mà không quan tâm đến thương vong dân sự cũng như nền kinh tế. Nhưng mà thách thức ông ta phải đối mặt, đây là những câu hỏi lớn nhất được đặt ra trong phân tích của chúng tôi về kế hoạch của ông ta trong nhiều tháng nay. Liệu ông ấy có trò chơi nào để có thể là kết thúc chính trị bền vững và đối mặt với những khó khăn sẽ tiếp tục, đó là sự phản kháng quyết liệt của người Ukraine. Sự can thiệp của Nga vào Ukraine đã chi phối hoàn toàn phiêu điều trần ở thường niên của bên phía Ủy ban Tình báo của Thượng viện. Trong đó thì ông Swalwell đã cho biết là đã khen các thành viên của CIA và đặc biệt là một số các số vị quan trọng ở trong thành viên này đã tập hợp được các thông tin, đã gắn kết được với nhau để tìm hiểu thêm những cái gọi là chính sách rất là quan trọng mà ông Putin đầy tham vọng đã đặt ra. Và nhóm cố vấn ở bên trong của ông Putin cũng đã được có những thông tin là đang ngày càng thu hẹp lại cái sự cố vấn của mình và ít người hơn tin tưởng vào cố vấn trong ta, tạo ra một cái hệ thống có thể gây nguy hiểm cho cái tình trạng chính trị của ông Putin. Kính thưa quý vị.